Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Journey. Dưới tác động của rãnh mây rông vắt qua khu vực bắc bộ, hôm nay nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc đã thu hẹp lại đáng kể. Sang ngày mai, vùng nóng chỉ còn xuất hiện tại khu vực đồng bằng với mức nhiệt trưa chiều giao động trong ngưỡng là 34 đến 36 độ. Còn tại vùng núi thì nền nhiệt sẽ thấp hơn từ 1 đến 2 độ đến chiều tối mai khi rãnh mây rông hoạt động mạnh hơn, bắc bộ sẽ có mưa rông trên diện rộng. Trong đó khu vực vùng núi và trung du, đặc biệt là tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh có khả năng mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 80 mm trong 24 giờ, có nơi trên 120 mm trong 24 giờ do có mưa lớn liên tục nên người dân nơi đây cần phải đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Không chỉ gây mưa tại bắc bộ, rãnh mây rông cũng giúp cho nắng nóng tại trung bộ có phần giảm nhẹ. khi mức nhiệt cao nhất ngày mai tại các tỉnh thanh hóa trở vào đến phú yên dao động ở ngưỡng 35 đến 37 độ, chỉ riêng vùng núi phía tây mức nhiệt sắp xỉ ngưỡng 39 độ. nắng nóng đặc biệt gây gắt. Còn từ Khánh Hòa đến Bình Thuận thì nền nhiệt dao động từ 33 đến 36 độ. Về chiều tối, Trung Bộ sẽ có mưa diện vài nơi, phần nào làm giúp giảm cảm giác nóng bức nơi đây. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Dự báo trong chiều và tối mai sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi tại cả hai khu vực. Trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh. Do mưa xuất hiện trở lại nên nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên chỉ dao động trong ngưỡng là 29 đến 32 độ, còn tại các tỉnh Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Thưa quý vị và các bạn, bãi cháy Hạ Long từ lâu đã trở thành một điểm đến yêu thích của du khách cả trong nước và quốc tế bởi vẻ đẹp của địa danh này. Đến với trung tâm du lịch bãi cháy Hạ Long, bạn và gia đình sẽ có những lựa chọn tuyệt vời về điểm tham quan như bờ biển bãi cháy, chợ đêm Hạ Long cầu bãi cháy. Và hôm nay, chương trình muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn về một cảnh đẹp cuốn hút của cây cầu bãi cháy. Đây là cây cầu dây văng minh chứng cho sự phát triển của vùng vịnh Hạ Long, dài 1.106m với 5 nhịp đã kết nối hòn gai và bãi cháy, hai phần của thành phố Hạ Long qua cửa sông Cửa Lục. Công trình trở thành niềm tự hào của người dân Hạ Long nói chung và người dân Bãi Cháy nói riêng. Bởi cây cầu này được xây dựng với dầm hồ bê tông cốt thép dự ứng lực có khẩu độ nhịp đạt kỷ lục thế giới về loại cầu dây văng một mặt phẳng này. Không chỉ đáp ứng về giao thông mà cảnh quan hiện đại và đầy lôi cuốn của cây cầu cũng đang giúp du lịch Quảng Ninh ngày một phát triển mạnh mẽ. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!